Vụ sập mái kính khiến hai người tử vong ở Hà Nội. Cha nạn nhân suy sụp mong sớm đưa con trai về nhà. Nữ sinh lớp 12 ở Bình Phước bị nhóm bạn học tấn công nhập viện. Bắt chủ tịch và tổng giám đốc tập đoàn Thuận An. Vụ tai nạn xe khách ở Kon Tum, 6 người đã được xuất viện. Khoảnh khắc nhân viên gác chắn cứu thanh niên lao đầu vào đoàn tàu. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc sập mái kính giếng trời tại một công trình đang tu sửa cao 7 tầng tại ngõ Tức Mạc, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm vào sáng ngày 15 tháng 4 vừa qua khiến hai người tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, cha của một trong hai nạn nhân xấu số đã có mặt tại nhà tang lễ, tuy nhiên vẫn chưa được nhìn mặt con trai lần cuối. Theo đó, vào lúc 11 giờ ngày 15 tháng 4 đã xảy ra vụ tai nạn lao động do sập mái kính tòa nhà cao 7 tầng đang sửa chữa ở ngõ Tức Mão, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, khiến hai người thiệt mạng, hai người bị thương. Đến 16 giờ cùng ngày, hai nạn nhân tử vong đã được đưa về nhà tang lễ Bệnh viện Việt Đức. Trong khi đó, một trong hai nạn nhân bị thương vẫn được cấp cứu tại phòng hồi sức tích cực của bệnh viện. Vừa có mặt tại bệnh viện, ông NVK, cha của nạn nhân NVTA, 23 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, nhận được tin báo, ông chỉ nghĩ con trai bị tai nạn lao động nên vội vã có mặt. Sau khi đến, ông K mới bàng hoàng nhận được tin con trai đã qua đời. Tại bệnh viện Việt Đức, ông K suy sụp vì không được gặp con trai do nạn nhân đang được để tại nhà tang lễ. Người cha buồn sầu chia sẻ, chỉ mong sớm được đưa con về nhà thờ, xin cha xứ làm lễ cầu nguyện cho linh hồn theo nghi thức tôn giáo. Một người thân khác của nạn nhân chia sẻ, do có một nạn nhân nữa quê ở miền Nam, người thân chưa kịp ra, nên công an hẹn sáng ngày 16 tháng 4 sẽ làm việc với các bên liên quan. Hiện tại nhà tang lễ đóng cửa nên không thể vào được. Được biết, nạn nhân NVTA đang làm nghề nhôm kính cùng một nhóm thợ. Nhóm thợ đã bắt đầu làm việc tại tòa nhà từ 3 ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại nhà 22 ngõ Tức Mạc. Đây là ngôi nhà hình ống cao 7 tầng, diện tích 148m². Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, đây là công trình đang được nhóm công nhân tu sửa chứ không phải công trình đang xây dựng. Sau khi xảy ra sự việc, công an phường Cửa Nam phối hợp với chính quyền tới bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu. Vụ việc khiến hai người tử vong là anh NVTA, 23 tuổi ở Hà Nội và anh HVB, 32 tuổi quê Kiên Giang. Hai người bị thương đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức. Một người dân sinh sống gần hiện trường chứng kiến vụ việc kể lại, khoảng 10 giờ khi đang ngồi ở đầu ngõ thì nghe thấy tiếng kêu cứu của một cô gái. Thế vậy, người này chạy vào đến nơi thì thấy hai người nằm bất động và cô gái đang ôm chân kêu cứu. Khoảng một lúc sau thì công an đến. Vụ việc sau đó được bàn giao cho công an quận Hoàn Kiếm thụ lý làm rõ. Thưa quý vị, thông tin từ công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với công an phường An Lộc và trường Trung học phổ thông thị xã Bình Long xác minh xử lý vụ việc một nữ sinh lớp 12 bị nhóm bạn tấn công hội đồng đến chấn thương phải nhập viện điều trị. Theo trình báo của gia đình nạn nhân đến cơ quan công an, vào tối ngày 8 tháng 4, trong lúc nữ sinh NMN, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông thị xã Bình Long đi học thêm tại một trung tâm tiếng Anh ở phường An Lộc thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm bạn nữ học cùng lớp dẫn đến xô xát khiến em N bị thương. Qua xác minh của cơ quan công an, nhóm của N và một số nữ sinh khác học cùng lớp 12 tại trường từng chơi chung nhóm với nhau nhưng sau đó tách ra. Thời gian này giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đến tối ngày 8 tháng 4, khi N tan học tại trung tâm tiếng Anh, thì hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ ẩu đả. Sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình đã trình báo với công an phường An Lộc để mời những người có liên quan lên làm việc. Thấy N bị thương nhẹ nên gia đình chỉ yêu cầu nhóm nữ sinh phải xin lỗi, cam kết không tiếp tục ra tay với N cũng như bồi thường tiền điều trị thương tích. Tuy nhiên sau đó N có biểu hiện bị nôn ói, chóng mặt nên được đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Bình Long thăm khám. Sau 2 ngày điều trị tại đây do tiền lượng chấn thương vùng đầu nên N được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM cấp cứu với chẩn đoán tổn thương nông ở đầu, tổn thương nội sọ. Tiếp đó, N được gia đình chuyển đến Bệnh viện Tâm thần TP.HCM. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán nữ sinh này đang trong giai đoạn trầm cảm nặng nhưng không có các triệu chứng loạn thần. Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Tối ngày 15 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.
Ngoài ra, Bộ Công an còn ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ. Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Theo thông tin từ Bộ Công an, Nguyễn Văn Thảo là Giám đốc và Đàm Văn Cường là Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông, Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cùng bị khởi tố bắt giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Trong khi đó, Hoàng Thế Du, trưởng phòng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang bị khởi tố bắt giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định trên, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét theo quy định của pháp luật. Bộ Công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An cùng các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, đơn vị này tiếp nhận 15 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Kon Tum vào ngày 13 tháng 4. Các nạn nhân thuộc đoàn cán bộ Cục Quản lý Thị trường TP.HCM. Đến chiều ngày 15 tháng 4, 6 bệnh nhân chỉ bị chấn thương nhẹ đã được làm thủ tục xuất viện. Cụ thể, ngày 14 tháng 4, khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 15 người là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Kon Tum. Sau khi thực hiện biện pháp cận lâm sàng và khám sàng lọc, có 6 người được xuất viện, 2 trường hợp chỉ định nhập khoa chấn thương sọ não, 1 trường hợp nhập khoa tai mũi họng, 1 trường hợp điều trị tại khoa ngoại thần kinh và 5 người nhập viện điều trị tại khoa ngoại chấn thương chỉnh hình. Đến chiều ngày 15 tháng 4, các bác sĩ nhận định có một nạn nhân, NCD 54 tuổi, đang trong tình trạng nặng, tiếp tục được theo dõi hồi sức tích cực. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê do xuất huyết não, đa chấn thương. Bên cạnh đó, hai trường hợp khác nhập viện tại khoa chấn thương sọ não đang trong tình trạng đa chấn thương, có dấu hiệu xuất huyết não. Một người phụ nữ nhập khoa tai mũi họng trong tình trạng bị chảy máu mũi nhiều, chẩn đoán gãy xương chính mũi và chấn thương đầu mặt. Nạn nhân đang được điều trị và theo dõi thêm, có thể xuất viện sau 2 đến 3 ngày. Như đã đưa tin trước đó, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 13 tháng 4, tại km 157 quốc lộ 24, đoạn qua thôn Đắc Bui, xã Đắc Tờ Rè, huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải với xe khách 36 chỗ. Vụ va chạm khiến một người tử vong và 22 người bị thương đều ở trên xe khách. Công an tỉnh Kon Tum đang điều tra làm rõ vụ việc. Nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngày 15 tháng 4, đại diện Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn cho biết đã có quyết định khen thưởng về việc đảm bảo an toàn giao thông đường sắt đối với anh Trịnh Dũng, công nhân gác chắn thuộc đội đường sắt Biên Hòa. Theo đó, lãnh đạo công ty này đã đến biểu dương kèm tiền thưởng cho anh Dũng vì đã có thành tích kịp cứu người trèo qua rào chắn, có ý định lao vào đoàn tàu đang chạy để làm điều dại dột tại khu vực đường ngang km 1682-385 thuộc khu gian Tràng Bom, Hố Nai. Sự việc diễn ra vào khuya ngày 7 tháng 4 vừa qua. Theo hình ảnh được camera giám sát tại khu vực ghi lại, khoảng 22 giờ 43 phút tối ngày 7 tháng 4, anh Trịnh Dũng đang trực chốt tại đường ngang ở ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai. Lúc này, chắn đường ngang đóng để tàu chạy tuyến Bắc Nam lưu thông qua với tốc độ 80 km/h. Bất ngờ một thanh niên nhảy từ hàng rào muốn lao vào đoàn tàu đang chạy. Phát hiện sự việc, anh Dũng phản ứng nhanh như cắt, chạy lại nắm lấy tay và giật mạnh thanh niên vào bên trong khu vực an toàn. Khoảnh khắc này chỉ diễn ra trong khoảng 4 giây. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 4 người thương vong. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 phút chiều ngày 15 tháng 4 tại một kiosk trên đường Lê Trung Đình, phường Thuận Lộc. Thông tin ban đầu, chiều ngày 15 tháng 4, ông Lê Văn Gờ, sinh năm 1976, chú phường Thuận Lộc, cùng một nhóm người khác đến địa điểm nói trên để sửa chữa kiosk. Khi nhóm thợ đang sửa chữa, một phần bức tường bằng bê tông của kiosk bất ngờ đổ sập, đè lên nhiều người. Hậu quả vụ tai nạn lao động khiến ông G tử vong tại chỗ. Ông Đặng C, sinh năm 1965, trú ở phường Bạch Đằng, thành phố Huế. Anh Lê Văn S, sinh năm 1993 và anh Lê Văn H, sinh năm 1996, cùng trú ở phường Thuận Lộc, bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng thành phố Huế đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngày 15 tháng 4, Công an huyện Phú Ninh, Quảng Nam cho biết đơn vị đang làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn khiến hai người thương vong. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 tại tuyến đường DH11, đoạn qua thuộc thôn Ngọc Tú, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Thời điểm trên, Trần Thị Đê, sinh năm 2005, ở xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, điều khiển xe máy biển kiểm soát 92L1133,
chở Trần Thị Như L, sinh năm 2005, ở xã Tam Tiến, lưu thông trên tuyến đường. Trong lúc xuống dốc, chiếc xe bất ngờ mất phanh khiến cả hai người và xe lao xuống vực. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên D đã không qua khỏi. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Phú Ninh điều tra làm rõ. Được biết, hai cô gái gặp nạn khi đang trên đường đi săn mây, check-in tại một địa điểm tự phát trên địa bàn huyện Phú Ninh. Chính quyền đã yêu cầu tháo dỡ điểm cà phê check-in này do không đảm bảo an toàn. Cũng trong ngày 15 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Huỳnh Tấn Tuấn, hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam để phục vụ công tác điều tra. Liên quan đến sai phạm tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, trước đó cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Bà, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, ông Huỳnh Tuấn Tuấn, hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và kế toán trưởng để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cùng một bị can khác có liên quan đến sai phạm. Các bị can được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo kết quả điều tra ban đầu, trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam đã để xảy ra tình trạng nợ lương hơn 100 người lao động kéo dài nhiều tháng, khiến giảng viên ngừng việc tập thể, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cấp bổ sung hỗ trợ 5,8 tỷ đồng để giải cứu hồi đầu năm 2024. Hiện trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam vẫn còn nợ hơn 800 triệu đồng tiền lương và chế độ phụ cấp của hơn 21 người lao động đã nghỉ việc. Thưa quý vị, mới đây, trang thông tin GuruWalk đã công bố danh sách 100 thành phố tốt nhất thế giới để khám phá bằng đường bộ, trong đó có 3 thành phố lớn của Việt Nam. Danh sách này được lựa chọn dựa trên dữ liệu đặt chỗ và tìm kiếm của 800 thành phố thuộc 120 quốc gia trên toàn thế giới. Dữ liệu được thống kê tại mỗi điểm đến trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024. Theo kết quả nghiên cứu, Tây Ban Nha là quốc gia đem đến trải nghiệm đi bộ tốt nhất với 28 thành phố nằm trong danh sách 100 thành phố hàng đầu. Pháp có 3 đại diện và Anh có 3 đại diện như Việt Nam, Ba Lan và Colombia. Chỉ có một thành phố của Mỹ lọt vào danh sách. Việt Nam có 3 thành phố lọt vào danh sách, lần lượt gồm Hà Nội ở vị trí thứ 42, Hội An xếp thứ 87 và thành phố Hồ Chí Minh ở thứ hạng 99. Nổi tiếng là nơi có lịch sử văn hóa truyền thống lâu đời, thủ đô Hà Nội của Việt Nam sở hữu nhiều điểm đến hấp dẫn với du khách như Văn Miếu, Quốc Tử Giám, phố đi bộ Hồ Gươm, phố cổ, di tích nhà tù Hỏa Lò. Ngoài ra, du khách có thể tham gia nhiều tour đi bộ trong phố cổ, tour xe máy, thưởng thức những món ẩm thực đường phố của thủ đô nổi danh thế giới. Nằm trong số 87 trong danh sách, Hội An nổi tiếng với khu phố cổ lung linh tuyệt đẹp về đêm, với nhiều hoạt động vui chơi nghệ thuật, mua sắm ăn uống. Bên cạnh đó, hoạt động tham quan làng rau Trà Quế, biển An Bàng, Thánh địa Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm cũng thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế tham gia trải nghiệm. Còn thành phố Hồ Chí Minh, nơi được mệnh danh là thành phố không ngủ, có vô vàn hoạt động vui chơi, khám phá về đêm. Đồng thời, nhiều điểm tham quan di tích gần nhau, thuận tiện cho du khách đi bộ khám phá thành phố. Dẫn đầu danh sách là Rome, thủ đô của nước Ý, với nhiều cụm điểm tham quan đẳng cấp thế giới, có thể khám phá bằng cách đi bộ, từ đấu trường La Mã đến đền Pantheon. GuruWalk nhận xét, số lượng di tích khổng lồ mà nơi đây có đôi khi khiến khách du lịch thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. Vì vậy, không ngạc nhiên khi Rome có nhiều tour đi bộ cùng hướng dẫn viên hơn bất kỳ nơi nào khác. Mới đây, trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ hội truyền thống Bạch Đằng. Được biết, theo quan niệm dân gian, trong lễ hội này, người nào chui qua được kiệu rước Đức Thánh Trần sẽ may mắn cả năm. Trẻ em chui qua kiệu sẽ thông minh, khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Lễ hội truyền thống Bạch Đằng năm 2024 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4, tức ngày 6 đến ngày 9 tháng 3 âm lịch, được tổ chức tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với quy mô lớn. Nổi bật nhất trong lễ hội là hoạt động rước tượng Đức Thánh Trần từ đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà về đình Yên Giang. Sau ngày khai hội, rước tượng Đức Thánh Trần từ đình Yên Giang về đến Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà ngày chính hội. Đội hình rước kiệu gồm 48 đoàn rước và hàng nghìn người dân địa phương cùng du khách thập phương. Đội ngũ khiêng kiệu là những thanh niên trai tráng khỏe mạnh ở địa phương. Đặc biệt, tục chui kiệu là một nét độc đáo trong lễ rước tượng Đức Thánh Trần trong lễ hội truyền thống Bạch Đằng. Theo quan niệm dân gian, trong lễ rước, người dân Quảng Yên thường để trẻ em chui qua gầm kiệu rước tượng Đức Thánh Trần với mong muốn được phù hộ mạnh khỏe, thông minh, học giỏi và đỗ đạt cao. Bất cứ kiệu nào đi qua, người dân cũng háo hức, ngồi đợi sẵn để chui kiệu cầu bình an may mắn. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người khi được chui qua kiệu. Được biết, năm 2012, tỉnh Quảng Ninh đã lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng quần thể khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng là di tích quốc gia đặc biệt. Năm 2021,
Lễ hội truyền thống Bạch Đằng được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh cũng quan tâm và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử Bạch Đằng để mỗi người dân và du khách khi về thăm di tích Bạch Đằng thêm tự hào về lịch sử dân tộc. Trên cung đường đoàn rước đi qua, người dân địa phương thành tâm làm lễ tại gia để tưởng nhớ các vị anh hùng có công trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước, cùng với các nghi lễ truyền thống như lễ rước tượng Đức Thánh Trần, tế yết, tế hội chính, tế dã hội, phần hội với các trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ thể thao vui tươi, đặc sắc, không chỉ tập trung tái hiện những trận chiến lịch sử với chiến thắng hào hùng năm xưa, mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa lịch sử ý nghĩa, được đắm mình trong không khí lễ hội tưng bừng độc đáo. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.